Hoa lá cành là gì? Review về lọ hoa lá cành, mọi người hỏi câu này khá là nhiều. Tóm tắt chỉ một từ thôi, đó là phê. Mọi người hay gọi đây là hoa lá cành hoặc là cỏ bạc hà mèo. Mây về Julie đang dùng hoa lá cành của Biolife. Trên kệ nhà Mali đã có lọ này. Anh em nào cần thì biết phải làm gì rồi đấy. Chống chỉ định cho mèo dưới 6 tháng. Vô cảm với thành phần của hoa lá cành bởi vì không phải em mèo nào hít cũng phê hoặc là phê nhưng mà không biết. Hiệu ứng của hoa lá cành tác dụng lên mỗi cá thể mèo là khác nhau. Ví dụ như Julie sẽ trở nên uốn éo, còn tác dụng lên mây thì khiến mây bị lười đi. Cho ít trà xanh lên trên kem tươi. Đấy, thế này cho là hợp cảnh. Julie thì không phải bà đã mê món này luôn ấy. Cậu mây có dậy được không đấy? Tôi nghĩ là mây đang bắt mấy cái tia laser xanh xanh. Mục đích sử dụng hoa lá cành chỉ là để thư giãn không nên quá lạm dụng làm gì những lúc nhìn em mèo của mình thư giãn mình cũng được thư giãn theo phải không mây nhỉ thôi tôi nhìn mặt ông là tôi biết rồi